Thưa quý vị, thời tiết miền Bắc những ngày gần đây khá mát mẻ, mưa rông gián đoạn, trời nhiều mây. Với dạng thời tiết này, nhiều người nghĩ rằng các tấm pin năng lượng mặt trời sẽ không hoạt động hoặc là kém hiệu quả. Thế nhưng trên thực tế thì không phải như vậy. Xu hướng đầu tư điện mặt trời áp mái đang ngày càng dịch chuyển ra miền Bắc bởi những hiệu quả mà nó mang lại, như là giúp tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường. Bộ Công Thương cũng đang xây dựng dự thảo cơ chế giá điện mặt trời áp mái mới nhằm khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt để tự sản xuất, tự tiêu dùng. Anh Hoàng Minh Tuấn ở thành phố Vĩnh Yên biết đến điện mặt trời mái nhà đã từ khá lâu. Ban đầu anh chần chừ đầu tư vì e ngại khí hậu miền Bắc không thích hợp. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về cơ chế hoạt động của pin năng lượng mặt trời, anh đã mạnh dạn lắp đặt. Ngoài việc tiết kiệm tiền điện phải chi trả cho bên điện lực hàng tháng, anh còn rất vui vì việc sử dụng năng lượng sạch giúp bảo vệ môi trường hiệu quả. Như trước đây thì gia đình tôi khi mà chưa lắp sử dụng điện năng lượng mặt trời ấy, thì mỗi tháng gia đình tôi sử dụng hết khoảng tầm 1 triệu 500 nghìn đồng tiền điện mỗi tháng. Nhưng mà sau khi mà lắp cái hệ thống điện năng lượng mặt trời này thôi thì mỗi tháng gia đình chúng tôi chỉ còn giảm xuống chỉ còn khoảng 500 nghìn thôi. Cơ chế của hệ thống điện mặt trời là dựa trên bức xạ và cứ có ánh sáng là sẽ sản sinh ra điện, và ở mùa đông thì cũng hoàn toàn sản sinh ra điện. Đương nhiên là cái sản lượng của nó sẽ không thể bằng so với mùa nắng, nhưng mà tổng kết chung quy lại cho một năm thì ở miền Bắc đầu tư điện mặt trời mái nhà vẫn hiệu quả. Chính nhờ những lợi ích đó, điện mặt trời mái nhà là một phần trong chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 của chính phủ. Mục tiêu là khuyến khích người dân, doanh nghiệp tận dụng mái nhà có sẵn để lắp đặt và dùng điện mặt trời cho sinh hoạt hàng ngày cũng như sản xuất, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên vô tận để phát triển năng lượng tái tạo, giảm bớt áp lực nguồn cung cho ngành điện. Bản chất của việc đầu tư điện mặt trời mái nhà đấy là việc sử dụng tiêu thụ tại chỗ, tức là nguồn năng lượng sinh ra sẽ được tiêu thụ tại ngay chính hộ gia đình hay hộ kinh doanh hay đơn vị sản xuất đó. Thì khi mà đầu tư như thế thì cái vấn đề là mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí sử dụng điện. Tuy nhiên, thay vì phát triển điện mặt trời mái nhà cho mục đích sử dụng, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lợi dụng chính sách ưu đãi để kinh doanh điện mặt trời mái nhà, tạo sự bùng nổ sản lượng, gây áp lực cho việc giải tỏa công suất, đi ngược với mục tiêu ban đầu. Trước thực trạng đó, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo cơ chế giá điện mặt trời áp mái mới thấp hơn mức giá hiện tại đến 30%. Mức giá của từng dự án sẽ phụ thuộc vào quy mô công suất hệ thống lắp đặt, quy mô càng lớn, giá sẽ càng thấp. Cơ chế giá mới này hướng đến ưu tiên cho hộ gia đình tự sản xuất điện mặt trời, tự tiêu dùng. Đây là hai cái mới. Thứ nhất là quy định điện tự dùng. Thứ hai nữa là cái giá này thì đã cập nhật theo xu thế. Không những giá thiết bị hiện tại mà còn xu thế giảm. Và đối với nhà tư mà đang nghiên cứu xem xét để tiến hành đầu tư thì hoàn toàn phụ thuộc vào các cái tính toán, bài toán kinh tế đấy, do cái quy mô công suất họ cân đối giữa cái phần mà tự dùng và cái phần dư thừa bán điện cho EVN. Là một trong những nước nằm trong giải phân bổ ánh nắng mặt trời nhiều nhất trong năm trên bản đồ bức xạ mặt trời của thế giới, Việt Nam được đánh giá có nhiều tiềm năng để trở thành cường quốc năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời. Xu hướng chuyển dịch năng lượng cũng được xác định rõ với tỷ lệ năng lượng tái tạo sẽ đạt 15-20% vào năm 2020, 25-30% vào năm 2045. Việc sử dụng điện mặt trời áp mái đang là xu hướng phát triển bền vững được chính phủ khuyến khích sử dụng, góp phần tiết kiệm điện, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần tích cực bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.